Ngày 1 tháng 10, ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh trở về nhịp sống bình thường mới sau hơn 4 tháng thực hiện giãn cách xã hội. Ghi nhận lúc 7 giờ 30 sáng nay, tại ngã tư Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát, quận 7, người dân đi làm trở lại khá đông đúc, lượng phương tiện tham gia giao thông nhộn nhịp hơn hẳn. Đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, đường Khánh Hội, Hoàng Diệu, quận 4, ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng 8, quận 3, người người ra đường, hàng quán mở cửa mua bán, không khí tấp nập. Các chốt kiểm soát, hẻm khu dân cư không còn rào chắn phong tỏa, giúp người dân dễ dàng di chuyển. Khu vực trung tâm quận 1, lưu lượng phương tiện ít hơn so với các quận khác. Các điểm du lịch như nhà thờ Đức Bà, đường sách thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Con Rùa và đặc biệt bưu điện thành phố Hồ Chí Minh vẫn vắng lặng, cỏ mọc xanh do đã lâu không có khách du lịch ghé thăm. Tại một cơ sở cắt tóc nổi tiếng trên đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, bắt đầu đón những vị khách đầu tiên. Anh Phan Vũ Minh, quản lý tiệm tóc cho biết, tiệm tóc đã chuẩn bị kỹ các quy định phòng dịch, chỉ nhận khách đã đặt hàng trước và chia giờ đón khách để quản lý công suất, đảm bảo không vượt quá 50% khách hàng tại tiệm. Ngày hôm qua thì mình mới up lịch lên để cho khách hàng đặt lịch. Thì trong vòng chưa tới một tiếng đồng hồ thì đã full lịch từ sáng đến chiều tối. Về cái việc hoạt động 50% công suất của nhà nước á, thì mình đã chấp hành nghiêm chỉnh, mình chỉ chạy nửa số salon thôi. Còn nếu mà việc khách hàng mà tới quá đông hoặc là tới mà không đặt lịch á, thì bọn mình sẽ xin phép dời lại hoặc là sắp xếp những người khách hàng mà đặt lịch không tới thì mình sẽ chen vô đó. Thì một khung giờ thì mình sẽ dưới giới hạn dưới 20 người. Nhân viên ở 30 size chắc chắn là được chích 2 mũi hoặc là có giấy xét nghiệm Covid trước 3 ngày thì mới được làm. Còn mà về khách hàng thì làm theo quy định nhà nước thì những khách nào đã tiêm ít nhất một mũi hoặc là trên 18 tuổi mới được nhận vào cắt tóc. Cảm xúc của mình nó cũng phấn khích, nó phấn khởi á. Chung là 3-4 tháng thì cũng không ở trong nhà, không có đi hớt tóc được, thì giờ ra đường hớt tóc được thì chung là cũng vui. Thành phố thì thấy mở vậy đúng cho dân được đi lại hớt tóc rồi làm này kia, thấy rất là vui. Anh thấy vui được cắt tóc, nó đẹp hơn. Chứ bữa giờ anh ở nhà anh tự cắt không à. Lúc 7 giờ sáng anh dậy đi cắt tóc đầu tiên tới giờ luôn á. Bỏ lại thì mình được di chuyển lúc mình cần công việc nào, là ví dụ như sửa xe hay là người dân đi làm hay là đi chợ mua sắm để lương thực thực phẩm nó tốt hơn. Sau nhiều tháng ở nhà, giờ đây hạnh phúc của người dân thành phố thật giản đơn khi cảm nhận được phố xá dần tìm về nhịp sống như trước. Dù vui mừng, nhưng đa số người dân vẫn trong tâm thế chủ động phòng dịch, chỉ ra đường khi có việc cần thiết. Đi mua sắm đi lại nhưng vẫn phải cẩn thận, đeo khẩu trang với lại giữ vệ sinh sát khuẩn là chính. Anh thì chỉ muốn là thành phố là chích hết, tất cả người dân chích hết mũi vaccine mũi 2 thôi là ok rồi. Chứ còn mà trên thế giới là người ta chích hết mũi 2 rồi mà ta vẫn bị nhiễm, mà nên ra cái chuyện là nhiễm là bình thường thôi. Đó, nên ra anh chỉ mong là người ta mở hết lại, mở lại với lại chích vaccine hết cho tất cả người dân là ok rồi. Giờ ra đây là nó thoải mái rồi con, mình phải giữ cho, giữ gìn hết cho. Cho bây giờ quyết định giữ gìn cho, bây giờ ai cũng giữ cho mình hết chứ. Bây giờ dụ thấy người ta tới mà người ta chú chạy xe ôm, mà tới người ta, ta hỏi đường ở đâu, phải lật đật kéo khẩu trang lên cho kín rồi biểu được người ta ở xa ra chứ đâu dám mà lũi tới gần đâu. Đâu như bề hôm đó thì người ta xìa tới người ta hỏi, mình đứng đây được hỏi thì mình trả lời. Tại các siêu thị Lotte Mart, Aeon Việt Nam, Vinmart, hệ thống siêu thị Co-op Mart, Co-op Extra, Co-op Food, Co-op Smile từ ngày 1 tháng 10 mở cửa theo khung giờ hoạt động bình thường, phục vụ khách có thẻ xanh Covid, tiếp tục bán online với nhiều ưu đãi để cung ứng hàng hóa đến người tiêu dùng.